tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu số mới nhất, bà Ngọc Liễu và chị Ngọc Bích có dịp nhớ lại câu chuyện ngày đầu bắt gặp mặt. Hoàn cảnh bắt gặp gỡ của hai mẹ con cực kỳ trớ trêu khi chị Bích trót tông trúng mẹ chồng. Bà Liễu vừa đi vừa mong chiếc xe đang băng qua đường không đụng trúng nhưng vẫn bắt gặp nạn. Lúc đó, chị Bích cảm thán, cũng may là cô xong xe lại mô Phật, chứ cô chạy tới là con đụng gãy chân rồi. Dù bà Liễu nói không sao nhưng thấy tay người thiếu nữ sưng tấy, chị Bích quyết định đưa bà vào bệnh viện. Lúc này, phụ dương mẹ chị Bích cũng tìm đến, đề nghị bồi thường cho bà Liễu nhưng cậu đại trượng phu bà không nhận gì có thể tự lo liệu. Cũng từ lúc này, chị Bích bắt đầu có cảm tình với chàng trai. Một tháng sau, bố của chị Bích rủi ro bắt gặp tai nạn. Bà Liễu cùng đại trượng phu cũng xuống thăm. Cũng từ đây, hai gia đình quen biết nhau. Ưng cô gái từ lúc trước, bà Liễu cố tình lấy laptop của con gọi cho chị Bích để hai đứa làm quen, có dự định mai mối. Riêng về phần mình, chị Bích thừa nhận mê trai đẹp nên lần đầu bắt gặp đại trượng phu bà Liễu đã có cảm tình. Sau hai lần đi uống cà phê chung, anh chàng về xin mẹ. Cưới luôn. Dì tê dậy con. Bà Liễu bất thần khi con muốn cưới cô nàng đã từng trong mẹ. Cô gái tông gãy tay người thiếu nữ rồi hốt luôn đại trượng phu bà sau 2 tháng.